Tối ngày 29 tháng 6, tin cho biết Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ Trần Văn Dương, sinh năm 1985, trú tại thôn Sơn Khê, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là nghi phạm trong vụ án là một người chết và hai người bị thương, xảy ra tại thị xã Kinh Môn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông. Trong quá trình điều tra, bước đầu xác định vào trưa ngày 29 tháng 6, Trần Văn Dương nghi ngờ vợ là chị Hát, trú tại Thái Nguyên, có quan hệ bất chính với anh D, sinh năm 1985, và anh Hát, sinh năm 1985, cùng trú tại Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn. Vào sáng 29 tháng 6, khi phát hiện chị Hát tại một khách sạn ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Trần Văn Dương đã mang theo hung khí đến địa điểm trên để gặp vợ. Tại đây, Trần Văn Dương đã đánh và gây thương tích cho vợ là chị Hát. Sau đó, nghi phạm mang theo hung khí tìm gặp bố mẹ của anh D là ông P và bà K, cùng sinh năm 1961, trú tại Tống Buồng. Tiếp đó, Trần Văn Dương đã dùng hung khí mang theo chém bà K tử vong tại nhà, còn ông P bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Sau đó, Dương tiếp tục tìm đến nhà của anh Hát, chém gây thương tích cho nạn nhân. Sau gây án, Trần Văn Dương đã bỏ chạy đến đầu làng Sơn Khê thì bị công an phường Thái Thịnh phát hiện, bắt giữ, đồng thời thu giữ hung khí gây án. Tối ngày 27 tháng 6, công an huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra phòng làm việc của ông T, 34 tuổi, là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã DA, huyện Mang Giang. Tại điểm kiểm tra, trong phòng làm việc của ông T là một người phụ nữ. Công an phát hiện trên bàn làm việc của ông T có một đĩa nhỏ chứa một ít bột màu trắng nghi là ma túy. Ủy ban nhân dân huyện Mang Giang nhấn mạnh rằng các đối tượng chưa sử dụng chất bột màu trắng nêu trên. Lực lượng công an huyện đã lập biên bản tạm giữ người và tăng vật để điều tra. Công an tỉnh cũng đã thông tin vào tối 27 tháng 6, lực lượng công an, viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Giang đã phối hợp kiểm tra phòng làm việc của trưởng ban chỉ huy quân sự xã Deya. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang ông T có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là một ít chất bột màu trắng trên đĩa sứ. Ông T khai là ma túy đá và một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy. Tối 29 tháng 6, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Dinh, 38 tuổi, ngụ ở huyện Can Lộc, về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 4, Dinh điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 38C198XX lưu thông theo hướng Bắc Nam. Khi tới địa phận tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Dinh đã điều khiển phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn nên xảy ra va chạm với xe máy do em T, 15 tuổi, trú ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến em T ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên em T đã tử vong. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định sau khi gây tai nạn, Dinh nhìn qua gương chiếu hậu thấy em T bị ngã nhưng vẫn rời khỏi hiện trường.